Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews. Và không biết là trong ngày hôm nay 29 tháng 4 thì chúng mình sẽ có tin tức nào đáng chú ý nhé. Mới đây một sự việc về một vị khách đi du lịch tại Vũng Tàu bị khách sạn phạt 500.000 đồng vì kê sát hai giường với nhau mà không hỏi ý kiến, đã khiến cho cộng đồng mạng nảy ra một cuộc tranh cãi lớn. Vừa đây thì dư luận không khỏi xôn xao trước vụ việc một khách sạn ở Vũng Tàu bị tố là thu thêm 500.000 đồng của khách, đây thật sự là đầy vô lý. Thế đó thì lý do nhóm khách này bị phạt là bởi vì đã kê hai giường sát lại với nhau cho tiện cho trẻ con ngủ. Ngay sau khi đăng tải thì bài viết đã có rất nhiều người bình luận đưa ra các ý kiến khác nhau. Để chia sẻ rõ hơn về vụ việc thì tài khoản có tên là TN cho biết, trước khi rời phòng thì mình đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là không kê lại giường thôi. Đến lúc xuống trả thì các bạn ấy đã phạt 500.000 đồng bất kỳ biên bản. Số tiền mà khách sạn đưa ra là chi phí để sửa chữa một con ốc không may bị bung ra trong quá trình khách tự ý dịch chuyển đồ đạc trong phòng. Tuy nhiên thì người phụ nữ lại khẳng định chắc nịch ở đây là không hề có nội quy cấm khách kê giường gần với nhau. Chính vì vậy mà gia đình họ mới cảm thấy là bất bình. Nói chung là làm khách du lịch thì cũng đừng nâng quá cứng nhắc trong mọi tình huống, đấy là suy nghĩ của mình, chị TN quả quyết khi trả lời với báo. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó mà một số ý kiến cũng cảm thấy khó chịu với mức phạt mà khách sạn đưa ra, thì không có ít dân tình là hoài nghi về câu chuyện này liệu có thật sự là đúng hay không. Nhất là khi bài đăng này chỉ vỏn vẹn có vài dòng vô căn cứ mà không đi kèm với bất cứ văn bản hình ảnh nào xác thực. Trong câu chuyện này, vấn đề mà khiến nhiều người tranh cãi nhất chính là việc nhận định rằng khách hàng là người có lỗi hay là khách sạn xử lý thiếu tình người. Bởi không tự nhiên mà bị phạt và cũng không làm gì có ai chịu mất tiền oan cho điều mà mình không làm. Sau khi xảy ra vụ việc thì được biết đại diện của phía khách sạn đã thừa nhận chuyện này là hoàn toàn xảy ra khi ở nơi kinh doanh dịch vụ của mình. Tuy nhiên thì mức phí 500.000 đồng đã thấp hơn rất nhiều so với tổn thất mà bên thuê phòng thực tế phải chịu. Ngoài ra họ cũng cho hay quy định không được di chuyển đồ đạc đã ghi ở một thứ ba trong bản nội quy khách sạn và đều được đặt ở trong mỗi phòng. Vì khách hàng đó không thấy có thể là do khách không để ý mà thôi. Và còn mọi người nghĩ sao về vấn đề phạt tiền này của khách thì đừng quên để lại bình luận cho SNews chúng mình biết nhé. Và tụi mình là SNews và đừng quên like, share lên cái kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.